Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá Heo Hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết Giá heo hơi ngày 23 tháng 9 năm 2024, nguồn cung bắt đầu thiếu hụt khiến giá heo tiếp tục bật tăng đồng loạt, nhiều nơi đã chạm mốc 72.000 đồng một kg. Bên cạnh đó cũng đang lo ngại heo lậu tràng vào thị trường Việt Nam. Giá heo hơi miền Bắc Có thể thấy rất rõ, những ngày vừa qua, giá heo liên tục bật tăng do nguồn cung thiếu hụt là nguyên nhân đẩy giá heo hơi tăng vọt. Đặc biệt một số nơi heo đẹp đã có giá lên đến 72.000 đồng một kg. Trong đó, giá thu mua tại Hà Nội đã chạm ngưỡng 71.000 đồng một kg, cao nhất cả nước. Tại các tỉnh, thành còn lại, giá heo hơi cũng điều chỉnh tăng 1.000 đến 4.000 đồng một kg, lên khoảng 67.000 đến 70.000 đồng trên kg. Khảo sát chung tại thị trường miền Bắc tăng mạnh do ảnh hưởng của mưa lũ dẫn tới nhiều trang trại nuôi heo bị thiệt hại nặng nề, cùng với việc vận chuyển gặp khó khăn đã khiến nguồn cung giảm sút đáng kể. Theo nhiều thương lái thu mua lâu năm cho biết, với tình hình hiện tại giá sẽ còn tăng cao hơn. Tuy nhiên, sắp tới nguồn heo từ các tỉnh thành khác ùa về sẽ khiến giá heo bình ổn phần nào. Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên Giá thu mua heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên cũng đang tăng 3.000 đồng 1 kg tại nhiều địa phương. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 63.000 đến 68.000 đồng 1 kg. Trong đó, heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An đang được bán ra với giá 67.000 đồng 1 kg, chênh lệch ít nhất 2.000 đồng chuột kg so với các tỉnh khác trong khu vực giá heo hơi miền Nam. Tương tự hai khu vực trên, thị trường heo hơi phía Nam cũng tiếp đà đi lên tại nhiều tỉnh, thành. Hiện thương lái tại Đồng Nai và Bình Dương đang thu mua heo hơi với giá 66, 67.000 đồng một kg, cao nhất khu vực. Ở chiều ngược lại, bốn tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu và Trà Vinh đang giao dịch với giá 63.000 đồng một kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh, thành còn lại trong vùng mua bán tranh lịch trong khoảng 64.000 đến 65.000 đồng một kg. Tại Đồng Nai, do nguồn cung heo con thiếu hụt để cung cấp nhu cầu chăn nuôi heo thịt vào dịp Tết, đã xuất hiện tình trạng nhập lậu heo con từ Thái Lan về bán. Được biết, giá heo con của Thái Lan rẻ hơn giá heo con của Việt Nam khoảng 1,5 triệu đồng con 10 kg. Thương lái nhập lậu heo con về bán với giá thấp hơn so với trong nước khoảng 200.000 đồng con. Vì vậy, một số người cũng đánh liều mua heo con lậu này để nuôi heo thịt cho dịp Tết. Tuy nhiên, đây là nguồn heo nhập lậu nên không rõ nguồn gốc không được kiểm dịch thuy và ở nước này cũng đang có dịch bệnh nên nguy cơ lây bệnh rất cao. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, cho rằng để phòng ngừa dịch bệnh lây lan cho ngành chăn nuôi heo trong nước, cơ quan chức năng nên tăng cường kiểm tra, kiểm soát heo nhập lậu ở biên giới để giúp ngành chăn nuôi trong nước ổn định về mặt dịch tễ bởi tình hình dịch bệnh phức tạp ở các nước xung quanh, thậm chí có trường hợp bán chạy. Để tăng cường phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trên đàn heo, nhất là dịch tả heo châu Phi, tri cục chăn nuôi thú y tỉnh Đồng Nai đang triển khai các đợt tiêu độc, khử trùng ở các khu vực chợ và ổ dịch bệnh cũ có nguy cơ cao. Đồng thời, tri cục đẩy mạnh kiểm soát việc mua bán, vận chuyển, nhất là nguồn heo con phục vụ cho nuôi heo thịt dịp Tết. Người dân lo giá thịt heo tăng cao sau lũ lụt, chuyên gia đưa nhận định bất ngờ. Sau đợt lũ lụt do bão số 3 và bão số 4 gây ra, người tiêu dùng lo ngại nguy cơ thiếu thịt heo từ nay đến cuối năm, nhưng chuyên gia lại đưa ra nhận định bất ngờ. Theo quy luật của thị trường, tháng 6 đến tháng 8 hàng năm thị trường tiêu thụ khá chậm, giá thịt heo sẽ thấp. Kể từ tháng 9, giá mặt hàng này sẽ hồi phục bởi các bếp ăn tập thể các trường đồng loạt mở lại. Đặc biệt sau đợt mưa bão, nhiều trang trại bị thiệt hại, một lượng heo bị chết hoặc phải bán tháo do chuồng trại ngập sâu trong nước lũ đã khiến một số nơi, địa phương nguồn cung khan hiếm, bị đẩy giá lên cao. Giá heo hơi đang trên đà tăng mạnh tại cả ba miền và có khả năng sẽ kéo dài xu hướng này tới tuần sau. Với mức giá hiện tại nhiều bà con chăn nuôi đã an tâm phần nào đặt biết giải rác một số khu vực heo đẹp đã có giá cao ngất ngưỡng cán mốc 72.000 đồng một kg. Nhìn chung, giá heo hơi đang trên đã tăng mạnh tại cả ba miền và có khả năng sẽ kéo dài xu hướng này tới tuần sau. Hiện tại, giá khảo sát trên toàn quốc dao động trong khoảng 63.000 đến 71.000 đồng chốt kg. Theo số liệu thống kê, các tỉnh miền Bắc có khoảng 22.514 con gia súc, hơn 3 triệu con gia cầm bị chết do bão lũ vừa qua, nhiều chuồng trại bị hư hỏng gây thiệt hại nghiêm trọng cả về cơ sở vật chất, ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm trong thời gian tới. Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các doanh nghiệp, Hiệp hội Ngành hàng cùng vào cuộc để hỗ trợ người dân con giống, thức ăn, vật tư, sớm phục hồi sản xuất và đáp ứng tối đa được nhu cầu thực phẩm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường ổn định, giá một số sản phẩm thịt phổ biến như ba dọi 138.000 đồng một kg, sườn non 173.000 đồng chột kg sườn già 105.000 đồng 1 kg, nạc vai 107.000 đồng 1 kg, nạc đùi 105.000 đồng Việt kg. Trước diễn biến giá heo trong nước tăng cao, một số nơi khan hiếm, tình trạng heo nhập lậu qua biên giới Tây Nam lại tái diễn. Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi tỉnh Tây Ninh chỉ đạo về việc tổ chức ngăn chặn heo vận chuyển, buôn bán trái phép qua biên giới. Công văn nêu rõ, theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian qua hiện tượng buôn bán, Vận chuyển trái phép heo qua biên giới Tây Nam và Việt Nam diễn ra khá phổ biến, phức tạp, làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như như dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng, heo tai xanh, có nguy cơ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong nước, sức khỏe người dân. Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp của địa phương tập trung nguồn lực tổ chức ngăn chặn, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng buôn bán vận chuyển trái phép heo vào Việt Nam. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay quay trở lại đá tăng tại khu vực miền Bắc và miền Nam. Trong đó, thị trường miền Bắc vẫn giữ giá giao dịch cao nhất cả nước. Hiện tại, giá khảo sát tại cả ba miền giao động trong khoảng 63.000 đến 71.000 đồng chuột kg. Theo Cục chăn Nuôi, số lượng gia súc gia cầm bị thiệt hại do bão lũ vừa qua rất lớn và con số thiệt hại đang tăng từng ngày. Đối với đàn gà bị ngập thì cần loại bỏ những con ướt nhiễm bệnh, những con giữ được nên thay đệm chuồng tăng tốc độ gió để chuồng khô, cung cấp dinh dưỡng tăng sức đề kháng. Gia cầm có vòng đời ngắn nên hiện tại có đủ thời gian để chuẩn bị nguồn cung cho thời điểm cuối năm. Cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là hai lĩnh vực có tăng trưởng cao nhất trong các lĩnh vực của ngành nông nghiệp. Trước ảnh hưởng nặng nề của bão số 3, giá cả của các sản phẩm ngành nông nghiệp được dự báo tăng giá. Do đó, các doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán được cho là sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Giá heo hơi đã quay đầu tăng trở lại kể từ cuối năm 2023 và đang đi ngang quanh mức 65.000 đồng một kg do nguồn cung heo giảm. Năm 2023, người chăn nuôi heo, đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ khá e ngại với việc tái đàn do giá heo hơi liên tục giảm và giá thức ăn chăn nuôi ở mức cao. Bên cạnh đó, dịch tả heo châu Phi xuất hiện trở lại cũng ảnh hưởng phần nào đến tâm lý người chăn nuôi. Năm 2024, giá heo dự báo sẽ còn tiếp tục đeo cao cho đến cuối năm. Giá thức ăn chăn nuôi có xu hướng giảm, đây là cơ hội để các doanh nghiệp chăn nuôi cải thiện lợi nhuận. Bên cạnh đó, thời gian này cũng là cao điểm sản xuất ở các nhà máy xí nghiệp nhằm phục vụ đơn hàng cuối năm nên việc tăng ca cũng giúp tăng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm. Ngoài ra, thời điểm này cũng trùng với việc kết thúc tháng vu lan báo hiếu nên nhiều người ăn chay cũng chuyển sang chế độ ăn uống bình thường. Cung không đủ cầu, giá heo hơi tăng và neo ở mức cao giúp các ông lớn ngành chăn nuôi trúng đậm có những doanh nghiệp lại gấp hàng chục lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi cho biết, từ nay đến cuối năm, kể cả vào dịp Tết khi nhu cầu thịt heo tăng khoảng từ 10 đến 15%, chúng ta vẫn đảm bảo tốt nguồn cung từ sản xuất thịt heo trong nước. Tuy nhiên, cần phòng chống tốt dịch tả heo châu Phi và chăn nuôi an toàn sinh học. Trong thời gian tới, nguy cơ bệnh dịch tả heo châu Phi tái phát và lây lan diện rộng là rất cao bởi xu hướng tái đàn ồ ạt, đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, các hộ trước đây đã bị dịch. Mặc dù đã có vaccine dịch tả heo châu Phi phòng bệnh cho heo thịt, nhưng việc quan tâm, sử dụng vaccine còn hạn chế, tỷ lệ tiêm phòng còn rất thấp. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và công ty chăn nuôi, nguồn cung thịt heo dự kiến sẽ chưa thể hồi phục ngay bởi việc tái đàn cần nhiều thời gian, lượng heo giống nhập khẩu năm 2024 khá nhỏ giọt. Trong khi đó, dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp diễn ở nhiều địa phương khiến số heo bệnh, chết và tiêu hủy tăng. Ngoài ra, lượng nhập khẩu thịt heo không tăng mạnh so với cùng kỳ. Vì vậy, mặt bằng giá heo dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến hết năm 2024. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến nhận định, trong rổ thực phẩm, thịt heo chiếm 65% chỉ số giá tiêu dùng. Hiện giá thịt heo đang ở mức khá cao đã đem lại lợi nhuận cho người chăn nuôi và doanh nghiệp sau một thời gian bị thua lỗ. Dự báo giá heo hơi có thể tiếp tục neo ở mức cao đến giữa năm 2025. Lý do là tổng đàn heo đang ở mức thấp, việc tái đàn đang bị ảnh hưởng vì dịch bệnh đang phát triển trở lại ở một số địa phương. Mặc dù thị trường ghi nhận nhiều yếu tố bất lợi cho tiêu thụ thịt heo, trong đó có diễn biến dịch bệnh lan rộng, thị trường tiêu thụ thịt heo đang bước vào giai đoạn tiêu thụ thấp điểm nhất trong năm khi trường học đang nghỉ hè. Một bộ phận người dân chuyển sang ăn chay trong mùa Vu Lan và mùa mưa cũng làm đa dạng nguồn cung thực phẩm. Tuy nhiên, giá heo hơi vẫn giữ đạt xấp xỉ 65.000 đồng/kg. Đây là mức giá mang lại lợi nhận cho người chăn nuôi. Cơ quan chức năng địa phương chỉ ra rằng, nguyên nhân chính làm dịch bệnh này tái phát, lây lan là do các ổ dịch cũ mầm bệnh vẫn còn tồn tại trong môi trường. Khi gặp điều kiện thời tiết thay đổi, sức đề kháng của vật nuôi giảm làm phát sinh dịch bệnh. Chăn nuôi heo trên địa bàn vẫn chủ yếu là nuôi nông hộ, nhỏ lẻ, tái đàn bằng những con giống không rõ nguồn gốc, được mua từ chợ hoặc các thương lái vận chuyển trực tiếp đến hộ chăn nuôi, không đảm bảo an toàn dịch bệnh. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 23 tháng 9 năm 2024 được đăng tải trên kênh Giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo